Khi ấy Đức Maria đang đứng dưới chân thập giá cùng với Gioan, người môn đệ Chúa thương mến, và với hai bà khác cũng là Maria. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu cho trao hồi bên kề sông vào của cô nàng của Chúa Kitô và của mẹ. Xin con xin mẹ Thank you.
Lạy Chúa,